Bây giờ mình đã xong một cái tô xoài Mỹ ướp đá rồi mọi người. Bây giờ mình làm cái gì nào? Bây giờ là mình chuẩn bị là một chén muối tôm, một chén muối tôm nha. Sau đó là mình một chén nước mắm. Nước mắm nha, nước mắm của Mỹ nha mấy bạn. Nước mắm của Mỹ cùng với những trái ớt cay cay của Mỹ. Đó. Bây giờ là mình muốn ăn chấm nước mắm đường của Mỹ hoặc là mình chấm muối Tây Ninh của Mỹ nha mọi người. Đó. Đây. Bây giờ là mình rửa một cái miếng nào mà lạnh lạnh nha. Này. Đấy. Mọi người cùng với mình ăn xoài Mỹ nha mọi người. Đã lắm mọi người ạ. Đây mình chấm muối Tây Ninh nhé mọi người. Tây Ninh của Mỹ nha mọi người. Đây. Ngon mọi người. Ngon lắm, ngon lắm. Còn bạn nào muốn ăn xoài comment nha. Nhắn tin cho mình bữa nào ghé qua nhà mình bên Mỹ. Mình sẽ hái xoài cho mọi người ăn nha.